Thưa quý vị, vào dạng sáng nay 31 tháng 12, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 4, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe bán tải bất ngờ mất lái, đâm hàng loạt cây xanh, cột đèn đường trên giải phân cách và lật ngửa bụng bên làn đường đối diện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 10 phút sáng ngày 31 tháng 12, xe bán tải Raptor, biển số Bình Phước chưa rõ người điều khiển, lưu thông trên đường quốc lộ 14 hướng từ thị xã Trân Thành về thành phố Đồng Xoài. Khi đến đoạn trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước thuộc ấp 4 phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài thì bất ngờ lao lên giải phân cách giữa đường, tông hàng loạt một số cây xanh, một trụ điện trên giải phân cách giữa đường và chỉ dừng lại khi đã bị lật ngửa bụng ở phần làn đường ngược lại. Vụ tai nạn khiến một số cây xanh, một trụ đèn đường bị bật gốc, hư hỏng, chiếc xe Raptor hư hỏng phần đầu, tài xế may mắn chỉ bị xây sát nhẹ.